Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ Tư ngày 24 tháng 8 của STV. Thưa quý vị, tài khoản định danh điện tử được xem là ví giấy tờ điện tử, là phương thức quản lý thông tin thẻ căn cước của công dân hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Tài khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Ngành Công an đang nỗ lực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình sáng nay. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức vừa được tổng hợp. Theo báo cáo của Alpha Beta về mở khóa tiềm năng kỹ thuật số Việt Nam, nếu được tận dụng tối đa, chuyển đổi số có thể mang lại giá trị kinh tế hàng năm lên tới 74 tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh tới 3 trụ cột mà Việt Nam có thể tập trung hành động để đạt được con số tăng trưởng, đó là phát triển hệ sinh thái công nghệ trong nước, xây dựng môi trường thương mại điện tử hấp dẫn, nâng cao kỹ năng số của sinh viên và người lao động. Theo báo cáo nền kinh tế số tại Đông Nam Á của Google, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp khi nguồn vốn toàn cầu tiếp tục được đầu tư vào thị trường này. Hoạt động thương vụ được thúc đẩy bởi sự quan tâm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số tăng vọt, vượt qua tổng mức đầu tư của những năm gần đây. Với mục tiêu từ năm 2022 đến năm 2025, hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Chính phủ sẽ hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Chính phủ, xây dựng các sàn giao dịch ý tưởng nhằm kết nối thanh niên với các quỹ đầu tư. Các địa phương xây dựng phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển lớn, ưu đãi chi phí vận chuyển các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, tập huấn bồi dưỡng tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin về các thị trường quốc tế, tổ chức các chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, thanh niên áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 665 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp. Sự phát triển của các mô hình hợp tác xã đã khắc phục được sự tồn tại, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng nông sản chưa tốt. Các hợp tác xã đã triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ. Nhờ vậy, các xã viên luôn đảm bảo mùa vụ, có việc làm ổn định và tăng thêm thu nhập, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp. Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị quyết số 08 ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục khẳng định về vị trí vai trò của nền kinh tế hợp tác xã nói riêng, phát triển kinh tế doanh nghiệp, nhóm hộ, kinh tế trang trại, hộ gia đình nông nghiệp nói chung trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo sức bật cho sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng bền vững. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 21% trong cơ cấu kinh tế. Hợp tác xã nông nghiệp có sử dụng công nghệ cao trong một số khâu của sản xuất chế biến nông sản thủy sản là 325 hợp tác xã và 605 hợp tác xã vào năm 2030. Hình thành thêm các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản bài bản, chuyên nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Qua 20 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, hiện nay Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 568 tỷ đồng, gấp 37 lần so với thời điểm thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân 20% một năm với trên 13.700 khách hàng đang vay vốn. Các chương trình cho vay chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, hộ sản xuất kinh doanh, vùng khó khăn, giải quyết việc làm, vốn học sinh sinh viên, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, vốn xây dựng nông thôn mới và nhiều nguồn vốn khác. Từ các chương trình tín dụng, 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 14.600 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh, trong đó có 1.046 hộ thoát nghèo, 738 hộ nghèo có nhà ở, trên 7.900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, trên 700 lao động được tạo việc làm, gần 1.400 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giúp cho 2.766 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, giảm nghèo, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bất chấp những biến động của thị trường xăng dầu trên thế giới cũng như những bất ổn chính trị xung quanh căng thẳng Nga-Ukraine trong thời gian qua, thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt du lịch nội địa có sự tăng trưởng vượt bậc. 7 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch nội địa đạt 71,8 triệu lượt, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có ngành du lịch phát triển trong nhiều năm trở lại đây đều ghi nhận mức doanh thu ấn tượng từ du lịch lữ hành. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Thời gian nghỉ dài như trên thuận lợi cho các gia đình nhóm bạn bè tận hưởng các chuyến du lịch nội địa. Đây cũng là thời điểm kết thúc dịp nghỉ hè của học sinh sinh viên trước khi bắt đầu năm học mới. Các công ty du lịch lữ hành lớn đang có những chương trình ưu đãi hết sức hấp dẫn cho du khách vào dịp nghỉ lễ tới đây. Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp này vừa là thách thức và vừa là cơ hội tập dượt của ngành du lịch chuẩn bị cho làn sóng du khách nước ngoài đến với Việt Nam trong phần còn lại của năm nay. Thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nhiều lĩnh vực và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia phong trào. Toàn tỉnh hiện đang duy trì hiệu quả hơn 17.400 nhóm liên gia tự quản, hơn 2.400 tổ an ninh nhân dân, 2.468 tổ phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 45.000 lượt người tham gia, tổ chức cho tất cả các thôn bản xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, vận động nhân dân giao nộp 808 khẩu súng các loại. Người dân chủ động cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm, tham gia phối hợp truy bắt tội phạm, vận động nhiều đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, giáo dục cảm hóa nhiều trường hợp lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Công an thành phố Sơn La đã và đang triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đề ra. Ghi nhận của phóng viên Vũ Ánh. Xác định tính cấp thiết và tầm quan trọng của đề án 06, Công an thành phố Sơn La nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh về đề án 06 để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện, đồng thời triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố Sơn La từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại 12 trên 12 xã phường. Công an thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, nội dung tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử. Tiếp tục duy trì một tổ cấp căn cước công dân tại đơn vị và 3 tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động tại các xã phường, thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho công dân. Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, Công an thành phố Sơn La đã chỉ đạo công an các xã phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử với các giao dịch trong đời sống hàng ngày. Đối với công dân khi tiến hành đến cơ quan công an để cấp tài khoản định danh điện tử thì phải có 2 cái điều kiện bắt buộc. Thứ nhất là công dân phải có thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Thứ hai là công dân phải có cái tài khoản số điện thoại chính chủ của công dân đấy. Còn khi công dân đến cơ quan công an để cấp tài khoản định danh điện tử có thể mang theo bổ sung một số loại cái giấy tờ để tích hợp vào cái tài khoản định danh điện tử. Thứ nhất là thẻ bảo hiểm y tế, thứ hai là giấy phép lái xe ô tô, xe máy, thứ ba là đăng ký xe ô tô, xe máy. Do chỉ có 3 máy cấp tài khoản định danh điện tử nên thời gian làm việc tại các đơn vị cũng được điều chỉnh, kéo dài từ sáng đến tận đêm khuya để phục vụ nhu cầu của nhân dân, bất kể là trời mưa hay trời nắng. Đến nay, sau một tháng triển khai, lực lượng Công an thành phố Sơn La đã cấp được gần 35.000 trên 40.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân, vượt kế hoạch đề ra. Các chú công an ở xã rất là nhiệt tình, cởi mở,
khi làm thủ tục mã định danh thì em cảm thấy rất là tiện lợi và rất là nhanh gọn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố Sơn La, vẫn còn một số khó khăn bất cập. Hệ thống đường truyền mạng không ổn định, thường xuyên phải bảo trì, bảo dưỡng, phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện. Việc chuyển đổi SIM đến chủ gặp một số khó khăn khi không liên lạc được với chủ cũ. Một số công dân không muốn chuyển đổi sang SIM chính chủ. Nhiều người dân không có điều kiện để mua điện thoại di động thông minh. Một số giấy tờ công dân mang theo để tích hợp các thông tin trùng khớp. Chiến dịch cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố Sơn La sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở công an các xã phường và trụ sở công an thành phố Sơn La. Sau chiến dịch này sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp để nhân rộng, đẩy nhanh tiến độ công tác cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tiếp theo. Tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ đã được đăng ký trên ứng dụng định danh như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, giúp chúng ta dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính, hóa đơn điện tử, bảo hiểm và chuyển tiền. Bộ Công an khuyến khích công dân đăng ký sử dụng để được hưởng nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm các thủ tục trong giao dịch hành chính công. Thưa quý vị và các bạn, Mộc Châu đang là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Đến với nơi đây, quý vị không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc và khí hậu tuyệt vời, trải nghiệm những bản sắc của đồng bào dân tộc nơi đây, mà ẩm thực Mộc Châu chắc chắn cũng để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Trong các chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn các món ăn đặc sản của các nguyên này. Và hôm nay, mời quý vị tiếp tục đến với Mộc Châu để trải nghiệm món ăn của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đến với bản làng đồng bào dân tộc Mông, được tham gia chế biến và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc chắc chắn là trải nghiệm hết sức thú vị đối với mỗi du khách. Và nét độc đáo của ẩm thực đồng bào dân tộc Mông bắt nguồn từ chính những nguyên liệu tự nhiên gắn bó với đời sống hàng ngày của đồng bào nơi đây. Món ăn đầu tiên đó là món bánh dày truyền thống. Gạo nếp nương sau khi được sôi chín sẽ được cho vào cối giã thật nhuyễn. Giã bánh dày là một công việc nặng nhọc và đòi hỏi nhiều sức lực và kỹ thuật. Giã càng kỹ thì bánh càng dẻo, càng ngon và để được lâu. Khi sôi được giã xong là lúc khéo léo nặn thành những chiếc bánh xinh xắn, tròn trịa như mặt trăng, mặt trời trong truyền thuyết. Người Mông còn có món ăn được chế biến đơn giản nhưng cũng rất thơm ngon, đó là món thịt hun khói xào cải mèo. Thịt treo gác bếp là loại thịt ba chỉ được bà con tẩm ướp và treo gác bếp cho đến khi có màu vàng và hơi se lại, sẽ được mang xuống cắt thành miếng vừa ăn, xào cùng rau cải tươi rói. Rau xào còn xanh non nóng hổi, hòa cùng những lát thịt gác bếp và vị thơm nồng của gừng tươi, mang đến cho người thưởng thức một mùi vị thơm ngon, quên cả lối về. Một sự kiện đã trở thành truyền thống hàng năm, đặc biệt sôi động ở Mộc Châu đó là Tết Độc Lập đang đến gần. Điểm hẹn Mộc Châu chắc chắn sẽ lại rất thu hút du khách trong dịp này. Đến với nơi đây, những món ăn như bê trao, gà nướng lu và các món ăn dân tộc chắc chắn sẽ làm cho chuyến trải nghiệm của quý vị thêm trọn vẹn. Tới đây chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn trong chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.